Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Truyền hình Hậu Giang. Tôi biết là Quỳnh Như rất là thích những loại cây kiểng nhỏ nhỏ như thế này, chẳng hạn như là sen đá, cho nên là tôi đã đem đến đây để tặng cho Quỳnh Như. Cảm ơn anh Đông Hùng nhiều nha, thiệt là hiểu ý Quỳnh Như luôn đó. Nhưng mà sẵn nói đến những cái loại sen đá hoặc là sương trồng như thế này thì Quỳnh Như nhớ đến câu chuyện khởi nghiệp của một cô gái trẻ ở xứ Tây Đô. Và hiện thì cơ ngơi của cô đã lên tới 50.000 chậu, nhìn thì rất là mướt con mắt. Và tí nữa thì Quỳnh Như xin được chia sẻ với anh Đông Hùng cũng như là quý khán giả về thông tin này. Nhưng mà trước tiên thì xin mời cùng điểm qua nội dung chính của ngày hôm nay. Đồng Tháp phấn khởi vì củ sắn trúng mùa được giá. Trồng 3.000 mét vuông sen cho thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, chuyện làm giàu của nông dân Hậu Giang. Thác Lác, đặc sản miền Tây, phát triển ở miền Trung nắng gió, giúp nông dân kiếm tiền tỷ. Thưa bà con, như đã đề cập là trước Tết Nguyên Đán, giá ba ba thương phẩm có giảm làm cho nông dân lo lắng, nhưng mà vào thời điểm này đã được cải thiện chút đỉnh. Ba ba sau thời gian nuôi tầm 2 năm đến 2 năm rưỡi thì đã có thể xuất bán. Quá trình nuôi ít rủi ro, ít dịch bệnh. Nhiều hộ nghèo ít đất sản xuất ở Hậu Giang cũng đã tận dụng ao vườn sẵn có quanh nhà để mà phát triển kinh tế. Hiện nay ở thị xã Long Mỹ, ba ba thương phẩm loại 1 được thương lái mua với giá 320.000 đồng một ký. Loại 2 có giá từ 290.000 đồng đến 300.000 đồng một ký, tăng 30.000 đồng so với cách đây khoảng 2 tháng. Với giá này, sau khi trừ chi phí sản xuất, người nuôi lãi hơn 160.000 đồng một ký. Thời gian qua, giá ba ba luôn ở mức cao, đem lại lợi nhuận ổn định cho người nuôi, nên nhiều hộ đã chuyển sang mô hình này. Hiện nay, nông dân ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thả nuôi 17.000 con, tăng hơn 5.000 con so với năm ngoái. Dự báo số lượng sẽ còn tăng thêm nhiều trong thời gian tới. Cùng niềm phấn khởi vì giá cao, thời điểm này, nông dân Đồng Tháp cũng hồ hởi chờ mùa thu hoạch củ sắn. Nghe đâu á là vừa trúng mùa vừa được giá. Củ sắn là một trong những loại cây trồng được nông dân lựa chọn để trồng xen canh với các loại cây khác hoặc là các loại rau màu khác. Cách làm này vừa giúp cho bà con có thêm thu nhập, vừa cải tạo được độ phì nhiêu của đất cho những vụ mùa tiếp theo. Vụ này tại các khu vực đất gò cao, đất bãi bồi ở xã Thường Phước 1 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nông dân xuống giống trên 50 hectare củ sắn. Hiện tại bà con đang bước vào thu hoạch với năng suất khá cao, từ 8 đến 10 tấn mỗi công. Giá bán tại ruộng khoảng 6.500 một ký, cao hơn 3.000 đồng so với thời điểm này năm ngoái. Tính toán sơ bộ, chi phí đầu tư cho 1 hectare củ sắn khoảng 12 triệu đồng, nên trừ các chi phí có lời khoảng 30 triệu đồng mỗi công. Một cách làm không mới nhưng được cái là ngay mùa thu hoạch mà được giá như bây giờ thì đồng lời của bà con sẽ nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng hơn là cách trồng xen canh luân canh kiểu như vậy giúp cho cải thiện được độ màu mỡ của đất, cho những vụ mùa chính năng suất sẽ tăng lên mà ít tốn phân bón, công chăm sóc. Nói đến đây làm cho Quỳnh Như chợt nhớ đến mô hình trồng xen của nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ở đây thì bà con vừa trồng luân canh với cây lúa, một số hộ thì là chuyên canh luôn. Tính sơ sơ thì với khoảng 3 công thôi thì bà con đã có lời cả chục triệu đồng mỗi tháng, khỏe re luôn đó anh Đông Hùng. Yeah. Theo nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bình quân với mặt nước ao vườn gần 3.000 mét vuông, mô hình trồng sen để bán gương cho thu nhập mỗi tháng từ 8 đến 10 triệu đồng. Sen là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh. Từ trồng đến thu hoạch gương mất khoảng 4 tháng. Ngoài ra khi trồng, người nông dân cần lưu ý loại bỏ những lá sen già kết hợp với bón phân và phun thuốc dưỡng lá giúp sen phát triển tốt, có nhiều gương, hạt ít bị lép, bán được giá cao. Trung bình 5 ngày, nông dân thu hoạch gương sen một lần, được từ 30 đến 50 kg với giá bán ổn định từ 12.000 đến 30.000 đồng một ký. Ngoài việc bán gương, bà con còn bán sen giống. Cây sen hầu như là tận dụng được hết hả Quỳnh Như? Nào là hoa, nè, gương, ngó. Thậm chí tôi còn biết được ở Đồng Tháp, bà con còn trồng sen để làm du lịch nữa. Với cách làm như vậy thì giúp cho người nông dân khai thác tối đa tiềm năng, giá trị của cây sen. Còn ở Cao Bằng thì anh Hùng có biết không, ngoài việc mà bà con phát triển các giống cây trồng thế mạnh hồi nào tới giờ, nông dân ở các xã biên giới còn là trồng cây sở để mà lấy hạt ép làm dầu nữa. Tôi còn biết thì trước đây chỉ có người nghèo mới là dùng dầu sở thôi. Nhưng mà hiện nay thì cả người giàu có tiền cũng phải săn đón hàng tháng trời mới tìm được. Tại xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc, có hơn 130 hectare cây sở,
được người dân trồng để lấy hạt ép dầu. Nông dân cho biết cây sở dễ trồng, ngoài dung gốc, không cần vào phân, sâu bệnh hầu như cũng không có. Qua sở bắt đầu nở từ tháng 12, khoảng 1 năm ra trái mới thu hoạch được. Loài cây này chỉ phù hợp trồng ở núi cao, 4 năm đã cho trái. Giá dầu sở khá ổn định do được ép từ loại hạt dầu dinh dưỡng, không gây béo phì, nên gần đây rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà con cho biết, ở Cao Bằng hiện nay, một chai Messi dầu sở có giá khoảng 370.000 đồng. Cá thác lát thì hồi nào tới giờ được biết đến là đặc sản ở miền Tây, phần vì là đất đai, nguồn nước phù sa, mát trượi làm cho thịt cá và hương vị chẳng nơi nào sánh bằng. Nhưng mà nói như vậy, không có nghĩa là nông dân ở những nơi khác không làm giàu được từ loại thủy sản này. Ngay tại mảnh đất miền Trung, một mô hình nuôi cá thác lát đã hình thành và phát huy hiệu quả. Ngay bây giờ, mời Quỳnh Như và bà con cùng tham quan và tìm hiểu cách để trở thành tỷ phú từ loài cá này. Đây là cơ sở sản xuất chả cá thác lát của một hộ dân ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Cá được nuôi ngay tại hồ của gia đình, sau đó sơ chế, bán thành phẩm là chả cá tươi. Chủ cơ sở cho biết kinh nghiệm nuôi cá được ông học hỏi từ các tỉnh miền Tây. Mô hình mà sản xuất chả cá thác lát thì cũng đầu năm 19-20 thì nhà nước hỗ trợ về cái con giống để cho phát triển khu nuôi cá của thôn. Thì qua đây thì cũng để tiêu thụ được cái sản phẩm của bà con làm ra và tại địa phương của mình và những địa phương khác trên cái địa bàn huyện mình. Xã Hòa Khương có khoảng 380 hộ nuôi cá với tổng diện tích mặt nước hơn 50 hectare. Riêng các khu nuôi tập trung ở thôn Phú Sơn 1 và Phú Sơn 2 có khoảng 12 hectare với hơn 70 hộ chuyên nuôi thâm canh. Với đặc điểm sinh thái khắc nghiệt hơn so với miền Tây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật để bà con an tâm với mô hình nuôi cá nước ngọt này. Với hiệu quả bước đầu, địa phương đang tính đến việc đưa làng cá thành khu nuôi an toàn sinh học, hình thành các du lịch trải nghiệm tham quan và câu cá, phục vụ nhu cầu của khách du lịch gần xa. Để loài cá nước ngọt đặc trưng của miền Tây phát triển ở miền Trung đầy nắng gió là một chuyện không dễ dàng. Nhưng sự kiên trì, chịu khó của những người nông dân cuối cùng đã gặt hái được thành công. Từ mô hình này thì việc khai thác các sản phẩm chế biến giúp cho tăng giá trị. Xa hơn là bà con còn tính đến việc là phát triển du lịch nữa thì còn gì bằng. Thưa bà con, vài năm trở lại đây, những loại cây kiểng có hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đây luôn được lòng những người tiêu dùng, nhất là giới trẻ ở thành phố. Nắm bắt được nhu cầu này cho nên là một cô gái trẻ ở xứ Tây Đô đã sở hữu cơ ngơi xương rồng sen đá hơn 50.000 chậu. Hằng ngày thì cô vẫn cặm cụi theo đuổi niềm đam mê của mình cho hoa nở trên các sỏi. Với khoảng 500 mét vuông vườn cây mộng nước mang tên Lower Land ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ của chị Trần Hồng Thảo, năm 2014, nhận thấy điều kiện đô thị hóa ngày càng mở rộng, không gian sống vì vậy mà có phần nhỏ hẹp đi, nên chị Thảo đã mạnh dạn đầu tư loài kiểng mộng nước có dáng hình nhỏ nhắn này. Hiện nay chị Thảo đã nhân giống thành công và sở hữu hơn 50.000 cây xương rồng và sen đá với hơn 100 giống khác nhau. Chia sẻ bí quyết trồng loại cây này, chị cho biết chỉ cần để cây hấp thụ đủ nắng, mỗi tuần tưới 2 lần khi đất thật khô. Sử dụng đất trồng dành riêng cho cây với sự kết hợp với sỏi thì cây sẽ sinh trưởng tốt và lên màu đẹp. Bản chất khi mình chọn cái loại này mà không phải loại khác, một phần là vì mình rất thích nó nữa. Rồi mà khi nếu mà bạn lan tỏa được cái sự cái đam mê, nói đam mê thì nó hơi lớn, mình nghĩ là hơi lớn. Nói cái niềm vui, cái sở thích của mình cho những người mà họ cũng quan tâm thì mình thấy vui. Hiện nay mỗi tháng vườn chị Thảo xuất bán hàng ngàn cây xương rồng với giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả chục triệu đồng, tùy vào kích thước, độ hiếm của từng dòng. Sen đá ở vườn chủ yếu là những dòng phổ biến nên giá bình dân và dễ trồng. Riêng xương rồng thì có những cây kim nô độc biến sẽ có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng mỗi cây. Là đối tượng như là sinh viên, người mới đi làm hoặc là những cái người mà mới tập chơi, bởi vì những cây của mình ở đây giá cả rất là bình dân. Còn với sen đá sen rồng nó cũng như bao đồ chơi khác, nó vẫn có phân khúc khách hàng cao cấp, vẫn có những cây rất là mắc. Thời gian tới chị Thảo sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí để mở rộng diện tích. Bên cạnh việc tự nhân giống và lai tạo, chị còn nhập thêm giống mới để đa dạng chủng loại phục vụ khách hàng. Thời điểm này, Hồng Thảo vẫn chưa dám nhận mình đã thành công.
mà chỉ là đã làm chủ được các loài xương rồng, sen đá từ cách chăm sóc đất, nhiệt độ cho cây. Nhưng Đông Hùng rất là ấn tượng bởi nghị lực của cô gái trẻ. Đúng là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Và nội dung này cũng đã khép lại bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay của Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tía, hồi nãy con đi xem lúa về á, con thấy đám ở nhà chú Hiếu sát nhà mình á, bị vậy nè tía. Vậy là bị sao? Đó là đậu ôn cổ bông. Ban đầu nó chỉ là những cái chấm nhỏ màu đen, nó nằm ngay cổ bông dưới tay lá, rồi nó lớn dần lên, nó làm cho bông lúa bị héo. Sau này á, bông lúa bị lép trắng hoặc là lép lửng. Nếu như lúa bị bệnh này thì mất tới 70-80% năng suất đó con. Đám ruộng của chú Hiếu sát đám ruộng nhà mình luôn á, nó có bị lây lan tiếp. Alo, anh Chính hả anh Chính? Dạo này bên anh có loại thuốc nào mà trị đậu ôn cổ bông hay hiệu quả mà không kháng thuốc không anh Chính? Chứ mấy cửa vừa rồi tôi xịt nhiều loại quá, tôi sợ nó bị kháng. Có chứ anh, tôi là đại lý chính hiệu mà. Đã là chính hiệu á thì chỉ bán toàn hàng hiệu thôi. Bên tôi đang có bùm gôn đặt trị đậu ôn cổ bông. Vậy là hả? Sản phẩm mới của công ty ADC. Anh mua về xịt là bao sướng luôn nha. Ừ, có lý à. Vậy đâu à, anh giao tôi khoảng 5-10 chai gì đó tôi xịt thử coi ha. Cho con cái đùi gà. Công ty ADC gửi tin nhắn mới kìa tía. Bà con lưu ý, thời gian này đậu ôn cổ bông đang hoành hành dữ dội. Bà con cần chọn đúng thuốc để việc phòng trừ hiệu quả. Bơm Gon công ty ADC với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Bơm Gon có khả năng phân tán đều, chuyển vị và lưu dẫn mạnh, nên hạn chế mưa rửa trôi. Hãy sử dụng Bơm Gon 40SE, hạt no mẩy, chắc tới cậy. Bơm Gon, sướng ơi là sướng. Từ nay có Bơm Gon, sướng ơi là sướng. Tía, mai hai đứa con mình qua chú Chính lấy Bơm Gon về xịt liền đi tía. Công ty ADC này á là uy tín 20 năm nay rồi con, xịt là tía yên tâm. Anh Tân! Trời ơi Tân! Cho em xin lỗi, mấy hôm nay mưa gió quá, ghe nó bị đùng. Trời ơi, lúa trễ 4 ngày rồi mà, hạt no mẩy chắc tới cậy. Đã, quyết định lần này nha, em mua cho anh cao hơn 500 đồng luôn. 500 luôn? Dạ, ok không? Biết sao lúa mùa này nó no mẩy chắc tới cậy gì không? Sao anh? Nhờ có Bơm Gon á. Bơm Gon? Ừ, qua đi chơi đúng không? Đúng rồi, số 1. Bơm Gon sướng ơi là sướng.